Đây thịt heo, Dũng mua thịt heo về bắt đầu Dũng làm thịt kho vịt cho chị Giang. Thì trước tiên thì cái thịt heo này mình đem về cái mình luộc sơ thôi, mình luộc sơ mình bỏ qua. Chứ là đặc biệt ở đây á, thịt heo nó rất là ngon nha mọi người, nhưng mà nó cái là vậy nè, cái da heo của nó đó đây nó lạng hết trơn rồi nè, nó không có để cho mình ủng hộ vậy ta nè, da heo cái da mới ăn mới ngon ha. Ừ, nhưng mà tại vì ở đây da heo á là nó bán ở trên đường phố, mà cái đợt mà mình đi đó là da heo là nó bán nó bán nó chiên ở trên cái chảo đó mọi người, món ăn đường phố đó. Thì giờ nó lạng luôn rồi, nó chỉ để cho mình vậy thôi, nhưng mà mọi người thấy nhìn cái thịt ba chỉ của nó rất là ngon, luộc lên rất là ngon nha mọi người. Và cái này khi mà mình luộc xong rồi á là mình bỏ vô trong cái chảo, mình áp chảo một tí xíu đó, mình chiên sơ qua giống như mình làm cho nó nấy, để mà khi mà mình kho cái thịt của nó trong lại và rất là ngon. Trời ơi, phải nói là sành điệu quá trời luôn á, nấu ăn chuyên nghiệp vậy trời. Trời ơi, bởi vì tôi nói á, ai lấy tôi á là một cái phút. Tuấn Anh ơi, con nghe gì không? Con chưa nghe. Tuyệt tình luôn á, trời ơi giỏi quá à. Trước khi về Việt Nam sợ Lê Giang không có gì ăn. Không phải là không có gì ăn. Ý là sợ ăn đồ hàng đó nó bị ngán đó. Cho nên là lật đật đi mua thịt kho hột vịt nè, nấu nồi thịt kho hột vịt cho tôi. Trời ơi thương rồi, không đây đủ rồi, được rồi. Được rồi cưng ơi, ăn vậy đủ rồi. Đủ rồi, chứ giờ chị bây giờ chị ăn không có nổi, chị ngán lắm. Chị giờ chị ngán thịt cá lắm rồi cưng. Bếp lên không vậy? Bây giờ mình bắt lên rồi xong cái là mình chiên sơ qua thôi. Mình giống như mình áp chảo nó một chút xíu á, để cho cái thịt nó săn lại mọi người. Đó. Rồi. Để chị đi. Đồ đạc sửa soạn xong xuôi hết rồi phải không? Xong hết rồi. Bây giờ em chỉ làm thôi. Nước tương nè, nước mắm mới mua được chai nước mắm. Đâu là chai nước đây mắm? Đây nè. Đây nè, chai nước mắm. Đó. Đây là chai nước mắm cho mọi người nha. Và đặc biệt khi mà mình kho thịt kho vịt đó, mình bỏ một lon coca vô. Trời ơi. Ủa ngon lắm hả? Ngon lắm. Chứ thường chị nghe là kho thịt kho vịt là bỏ nấu nước dừa hả Dũng? Hả? Nước dừa cũng được, nhưng mà mình không có nước dừa thì mình lấy coca. Coca thì nó sẽ lên cái màu cũng đẹp hơn. Đó, mình chiên sơ qua thôi, chiên sơ đó nha mọi người. Xong rồi cái mình để ra ngoài. Mình để ra ngoài cái bắt đầu cái đầu mình cắt cút ra. Rồi cắt cút ra xong cái đầu mình ướp dầu hào với tương, rồi đó mình để đó khoảng 25 phút rồi bắt đầu mình kho. Bỏ vô cái nồi cái mình kho luôn. Đó. Ok. Đó mình chiên sơ thôi chứ mình đừng có chiên ấy quá nha mọi người. Cho nó săn thịt lại đúng đó, không? Nó săn lại á, đó. Nhìn hấp dẫn lắm nha, mình rất là hấp dẫn luôn. Mà lát nó ra cái nồi thịt kho rất là ngon. Dạ, mọi người chờ cái sản phẩm của em nha. Rồi. Đây đồ đạc nè, chuẩn bị ngày mai Minh Dũng về Việt Nam chuẩn bị hết rồi, bây giờ chỉ là nấu đồ ăn cho Lê Giang đó. Rồi một lát nữa mà Minh Dũng nấu xong cái nồi thịt kho hột vịt thì Lê Giang sẽ quay lại cho mọi người xem nha. Bye bye mọi người. Trời ơi, làm gì mà dầm ớt dữ vậy? Thịt kho hột vịt mà sao có ớt dữ vậy? Không, cái ớt này nó không có cay chị. Cái ớt này chủ yếu là mình lấy cái màu cho nó đẹp thôi. Dạ hả? Dạ. Cái màu cho nó đẹp thôi, nó không có cay. Nó không có cay đâu. Để cho nó nhìn vô cái hấp dẫn đúng không? Đúng rồi, nó hấp dẫn á. Lát cái nó sôi lên mình vớt ra nó hết rồi. À, vậy hả? Thì nó cái màu nó đẹp, chị thấy cái tay điệu nghệ không? Điệu nghệ quá, phải học hỏi Minh Dũng mới được. Ê chị đâu có ngờ em mà nấu ăn được gì chứ. Trời. Chị trời ơi, em nấu ăn em nuôi nghề em đó chị thấy hả, nghĩa là em làm tấp mỡ rồi em bán rồi đó đó quý vị thấy không. Mà quý vị nào mà chưa ăn tấp mỡ của Minh Dũng làm thì quý vị hãy đặt nha, ăn thử đi, ăn là ghiền luôn á. Lúc Nguyễn con của Lê Giang á mà nó ghiền tấp mỡ, không phải là mình Lúc Nguyễn đâu, thấy cách nhiều người ăn người ta thích quá hả Dũng. Ta mua đi mua lại với lại khách có... thích lắm, với lại nói chung là khách người ta ăn chỗ khác nhưng mà rồi cũng quay lại của em mà. Tại vì người ta ghiền, nhiều khi em đi du lịch này nọ đó, người ta vẫn chờ em về. Không em sao em một lọ. Ừ. Chừng nào anh, chừng nào em về đi. Ngày giờ nhắn Dũng.
Đó. Đó cho nên là bây giờ là sau khi mà tôi thấy cái trình độ mà nấu ăn như vậy thì tôi mới suy nghĩ rằng à thì ra tóp mỡ của Minh Dũng làm tại sao người ta ăn người ta thích là do là cái gia vị và người biết làm như thế này. Đó, quý vị thấy chưa? Công ngôn dung hạnh tiểu thư đầy cá. Công dung là sao? Nha, công dung là sao? Công dung, công hạnh. Công dung, công dung. Công dung. Đó. Tiểu thơ trăm anh đài cát cũng không bằng cái người này. Đó, từ giờ nè, mọi người thấy không? Cái thịt khi mà em chiên xong thì nó lên như vậy nè. Đó, thì nó khi mà mình kho á thì nó mới săn cái thịt lại và nó không có bị giống như bị bở ra. À. Đó. Để khi mình bỏ cái này vô, thấy không? Ô trời ơi. Thiệt á, bây giờ có bị ngang cũng thấy thấy nó cũng ăn nữa. À. Rồi mình bỏ cái bắt đầu mình bỏ gia vị, mình nên gia vị cái mình đảo nó lên, thấy không? Đây mình bỏ một tí xíu dầu nào vô. Nếu mà chị em nào mà có con trai mà chưa có chưa có cưới vợ hay chưa có người yêu á thì hãy gọi cho Minh Dũng đi. Minh Dũng nấu ăn giỏi, cái gì cũng giỏi, có thể làm dâu được. Tiêu nè, bỏ vô nè. Đó. Quá trời rồi, ngon vậy. Rồi xong rồi chị nước mắm. Ăn cái kiểu này cái tay của anh chơi có thể được tự ăn được. Ăn cái kiểu này chắc là tôi không ngưng được rồi. Đã tôi bây giờ tôi đang diet mà cho ăn cái kiểu ngon như vậy làm sao mà ngưng cơm được. Chị Giang thì nói chung là bà ăn cái khẩu vị của giống như của miền Tây. Cái này là đường nè cả nhà. Ăn mặn ngọt ngọt vậy đó. Đây nè đó. Thì em nêm thì em theo cái cảm tính của em thôi. Đó em cứ về trước. Đó đường thì em bỏ như vậy. Xong lát mình nêm lại sao. Đó. Đó. Để cho nó thấm kìa. Đâu. Được rồi phải không? Trời đất ơi đã tôi. Trời ơi, cái tay tôi què nữa. Trộn lên hả? Đó, trộn lên. Rồi cái này bột ngọt nè. Đó. Ở đây đủ hết trơn á. Nói chung á, mình kho nước mắm nhưng mà mình vẫn dằn thêm một miếng muối. À. Để cho cái thịt nó săn lại, nó ngon á chị Giang. Ừ. Ừ. Đây, nước mắm của Hàn Quốc nha cả nhà. Đây, cầm đêm. Đó. 2, 3. Để em thử cái nước mắm của Hàn Quốc coi. Có mặn không? Ngon. Cũng ngon nhưng mà nó mặn lạt lắm. Chứ không như Việt Nam mình ha. Ừ, như đây thôi được rồi. À, bạn đưa mắm từ kia mình đi. Đây. Rồi cho chút xíu muối vô. Đó, rồi mình chọn. Mắm và muối đó hả? Không, mình tí xíu thôi. Mình tí xíu thôi. Tại vì lát nè đó, cái này bột ngọt nè. Đó, bỏ vô thôi. Mắm, muối, bột ngọt, nước mắm, ớt, tỏi, thịt. Rồi, bắt đầu chuẩn bị hả? Kho phải không? Chết cha rồi, hồi nãy cái bịch này là bịch muối hả chị? Sơn nè. Hồi nãy em bỏ. Em tưởng được, em bỏ hai bụng. Em tưởng được, em bỏ hai bụng. Trời ơi là trời. Mắm. Mắm. Không có sao. Thôi quý vị ơi, quý vị nào mà có con trai đi suy nghĩ lại nha. Em không tin tưởng lắm rồi, tự nhiên cái tôi đang khen quá trời luôn vậy đó. Không mọi người ơi, em giỡn á. Em giỡn chứ đâu có khùng điên vậy trời. Em giỡn nè mọi người thấy không? Đó, cái này là mình ướp nó tí xíu thôi. Đặng tùy theo mọi người thích để bao nhiêu lâu cũng được, nhưng mà thường là từ người ta kho cho tới người ta để qua trong tủ lạnh, người ta để qua đêm. Nhưng mà bây giờ mình kho cũng được nữa nè. Nhưng mà giờ em tính là em kho luôn đó. Kho luôn đi. Kho luôn cho rồi thì ướp chi nữa đúng không? Đó, vậy thôi đó nha cả nhà. Rồi xong cái mình để vậy nè. Đó. Kho lên đi. Rồi mình kho. Rồi bắt đầu nha quý vị nha, đợi cái thành phẩm của Minh Dũng thịt kho hộp vịt cho Lê Giang nha mọi người nha. Đó, đây là cái nồi thịt kho của Minh Dũng, thịt kho trứng cút. Cái trứng gà này là hồi sáng chị Giang chỉ ăn lòng đào, chứ ăn không hết thì thôi Dũng lột ra, Dũng bỏ vô luôn. Thì bây giờ là coi như Dũng bỏ cái trứng lòng đào vô trước. Đó. Nhìn ngon quá. Ngon không chị? Ngon quá. Mà chị thấy cái nước nó trong không? Nó trong veo à. Mình kho. Hay ha.
bằng cái coca. Ôi coca không hả, có bỏ thêm nước? Có tí xíu nước chứ. Nhưng mà có nước dừa thì nó sẽ bị giống như kiểu đục hả? Không, mình ăn mà không hết đó, nó hay bị thiêu á. Thấy không? Ok không? Ngon lắm, nhìn ngon lắm, hấp dẫn. Cái này xong cái mình để nó sôi bùng lên tí xíu. Còn mình để cho cái thịt nó mềm á, là mình lát xong á mình tắt lửa, qua sáng mai mình hâm lại, cái là mình cái thịt nó sẽ mềm ngon lại và nó thấm luôn không? Luôn, ừ, đúng rồi. Quá trời giỏi đó, rồi. Mọi người thấy không? Thịt kho hột vịt của Minh Dũng đây cả nhà ơi. Cái này không có hột vịt thì chỉ kho bằng trứng cút, nhưng mà có người thích ăn trứng cút lắm. Chị Giang thích ăn trứng cút lắm luôn á. Đó bây giờ là coi như là nồi thịt kho trứng cút và đã xong rồi đó, xong bây giờ chỉ đợi cho thịt đồ nó thấm được, nó mềm nữa là sáng mai mình có thịt kho hộp vịt ăn với cơm trắng nha cả nhà nha. Rất là ngon luôn. Dũng sẽ nấu thêm một cái nồi canh cải nữa, canh cải thịt bằm. Ở đây nó có thịt xay đó, mới mua được canh thịt xay. Mai nấu canh cải thịt xay bắp cải mọi người, rồi ăn với cái này ok luôn. Ăn xong rồi mai Dũng đi về Việt Nam luôn với chị Giang. Ở quanh thôi, chị Giang ở lại chứ còn Dũng đi về. Ai. Ok, cảm ơn cả nhà. Nếu mà thích thì hãy bấm kênh subscribe cho chị Lê Giang. Lê Giang Official Trịnh Minh Dũng Vlog nha cả nhà nha. Mọi người ơi, mọi người nhớ ủng hộ hai chị em tôi nha. Xin đội ơn mọi người. Mọi người thương tụi em đi. Tụi em đi tới đâu tụi em cũng muốn quay clip để cho cả nhà xem. Đó là một cái tình cảm thôi, mọi người cứ thương em lì xì cho tụi em một cái chia sẻ subscribe. Ôi ôi, thương cả nhà nhiều lắm, hãy thương em nha cả nhà nha. I love you cả nhà. Bye bye mọi người. Bye.